Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas, thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Và chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và trong đề tài ngày hôm nay, tôi lại dựa trên một bản tin ở trên tờ báo Thanh Niên để cho thấy rằng là tình trạng mà ở Việt Nam bây giờ, cái nghề kiếm tiền nhiều nhất vẫn là cái nghề làm du đảng. Quý vị, ở trong bản tin của bản báo Thanh Niên cho thấy là mâu thuẫn tiền bạc, nữ Việt Kiều ở Đức thuê giang hồ giăn mặt đối thủ. Trong đó thì ở Trà Vinh nói rằng là xét xử các bị cáo đã gồm nhiều người, trong đó bị cáo tù buộc về tội giết người. Và câu chuyện này diễn ra là sau khi mà bà này có tên là Lâm Thị Thu, 56 tuổi, sinh sống tại Đức và nhờ thuê người giăn mặt một người khác với giá 5.000 euro và tức là khoảng 126 triệu đồng tiền Việt Nam. Và sau đó thì đã liên lạc và thực hiện cái tiến trình này. Và quý vị, đây là cái câu chuyện đang xảy ra tại Việt Nam về mặt xã hội. Tuy nhiên, với tình trạng mà khủng hoảng kinh tế không có lối thoát hiện nay và cái chế độ cai trị hiện nay đang lúng túng với tình trạng thiếu điện, thiếu năng lượng và gần như xuất cảng không được, tình trạng khủng hoảng kinh tế này đã dẫn tới tình trạng tội ác tại Việt Nam tăng cao. Mà tội ác này thì nhiều loại lắm quý vị. Và đa số những tội ác này đều đến từ những cái mà họ gọi là mâu thuẫn hay là cuộc xung đột giữa những người dân với nhau, giữa những cái công ty, những cơ sở thương mại và kể cả hệ thống công quyền. Nếu không muốn ra tay, họ vẫn dùng những cái thành phần này. Và đặc biệt là ở Việt Nam, thành phần du đảng bảo kê cho các cái cơ sở hay là đi đòi nợ thuê đang được thuê mướn rất nhiều và đang trở thành một cái nghề khá thịnh vượng ở Việt Nam. Quý vị, tôi đã từng nói với quý vị rất là nhiều lần, khi một chế độ một đảng cai trị thì nó sẽ dẫn tới cái hậu quả người dân phải sống trong sợ hãi. Một mặt là về mặt chính quyền thì sợ công an, nhưng mà về mặt xã hội thì họ sợ nhất thành phần du đảng, du côn và băng đảng. Tại vì thành phần này là thành phần mà luôn được sử dụng làm cái mặt trái của xã hội để mà uy hiếp đời sống của người dân. Quý vị, ở Việt Nam hiện nay, nghề này được xem là khá thịnh vượng và đang được bùng phát mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Quý vị, công an có những lúc họ không làm việc, có những chuyện họ không làm được, họ lại nhờ tới thành phần băng đảng làm giùm cho họ. Chuyện này quý vị đã thấy, và ngay cả trong những cái thành phần công an ở địa phương, tức là công an phường á, hay công an xã đó quý vị, thì thành phần băng đảng chui vào ngành công an luôn, ở cái cấp địa phương để mà làm việc. Và chưa kể là họ bảo kê cho những cái tên du đảng khi mà đi đòi nợ hay là hành hung người dân. Quý vị, chuyện này chúng ta đã thấy rất thường ở trong xã hội Việt Nam. Đó là sự liên kết và của công an và du đảng. Chưa đâu, quý vị, bên cạnh cái ngành công an thì cái ngành thứ hai là cái ngành gọi là công ty tài chánh. Tức là những cái chỗ mà gọi là gì quý vị, cho vay tiền, hoặc là những cái chỗ gọi là cầm đồ. Thì quý vị, lực lượng băng đảng đã được huy động một cách rất hùng hậu cho những cái công ty này chuyên về cho vay tiền hoặc là chuyên về cầm đồ, là sẽ sử dụng thành phần băng đảng đi đe dọa người dân. Và đe dọa tất cả bằng nhiều thủ đoạn, có khi họ đe dọa tới sinh mạng, có khi họ đánh đập bắt cóc những nạn nhân để đòi tiền, hoặc là có thể họ sẽ sử dụng mạng xã hội để bôi nhọ, dựng chuyện, tri trét nạn nhân và những người xung quanh nạn nhân để mà gọi là quý vị để mà đòi nợ và đạt được cái mục tiêu này. Bên cạnh đó thì quý vị, những công ty có sự cạnh tranh hoặc là nhất là những cái đấu thầu dành những cái dự án, kể cả dự án về địa ốc xây dựng hay là những cái dự án đấu thầu, quý vị, họ vẫn thuê mướn thành phần băng đảng để mà đe dọa đối thủ của mình. Thì quý vị,
gần như là thành phần băng đảng được sử dụng rất nhiều. Và chưa hết, quý vị, những thành phần mà gọi là băng đảng mà có cân lượng ở trong xã hội Việt Nam đó quý vị, thì lại thọc bàn tay của họ vào ngành giáo dục. Trong đó quý vị, là kể cả những cái học sinh trong trường trung học đã trở thành một thứ băng đảng đường phố. Tức là họ sẽ thành lập những cái băng đảng ở trong các cái góc cạnh trong trường học để mà uy hiếp và chiêu mộ thêm thành phần cho cái lực lượng này đông đảo hơn. Và quý vị đã thấy những cái vụ hành hung nữ sinh hay là những cái vụ hành hung đã diễn ra tại Việt Nam rất là nhiều. Quý vị có thể nói rằng là cái giai đoạn này là cái giai đoạn gọi là rực rỡ nhất cho cái nghề du đảng, côn đồ và băng đảng phát triển tại Việt Nam. Nhất là trong cái tình trạng gọi là khủng hoảng kinh tế. Quý vị đã từng chứng kiến những tay đi đòi nợ cho các công ty tài chánh. Quý vị thấy, nó lúc đầu thì nó chỉ là tạc sơn, tạc mắm tôm, rồi lóc cửa, tức là dùng xích để khóa cửa lại, đe dọa tới nạn nhân, hay là đem những cái hình ảnh trần truồng của nạn nhân lên trên mặt mạng xã hội, hay là dựng những câu chuyện về bôi nhọ gia đình của nạn nhân, hay là những người làm việc xung quanh nạn nhân, kể cả những người làm việc chung cũng bị bôi nhọ luôn để ép nạn nhân trả nợ. Và khi những hành động này không xong thì họ tìm cách chặn đường bắt nạn nhân, rồi hành hung có khi là dẫn tới tình trạng chết người luôn quý vị. Thì thành phần này là thành phần rất đông đảo, và đa số những công ty cho vay tại Việt Nam và những công ty mà gọi là cầm đồ tại Việt Nam đều được điều hành bởi thành phần băng đảng hết luôn. Chưa đâu quý vị, đó là cái phần thứ nhất mà tôi chỉ nói là phần đi đòi nợ thôi. Thành phần thứ hai còn nguy hiểm hơn nữa. Nó là thành phần xuyên quốc gia. Đó là tình trạng mà điều khiển tất cả những người xuất khẩu lao động. Những người xuất khẩu lao động đi qua bên Đông Âu đều bị kiểm soát chặt chẽ bởi thành phần băng đảng. Và thành phần này thì lại cấu kết với lại Bộ Ngoại giao ở Đông Âu. Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam ở Đông Âu. Và quý vị, nó kiểm soát không phải chỉ lúc mà những người này qua bên Đông Âu đâu, mà nó còn kiểm soát ngay tại ở Việt Nam. Nếu mà người này không trả tiền đầy đủ thì gia đình của họ sẽ lãnh một cái quả rất lớn, sẽ lãnh cái hậu quả rất lớn ở tại Việt Nam. Họ sử dụng thành phần băng đảng uy hiếp thân dân tại Việt Nam để buộc những người đi làm xuất khẩu lao động ở Đông Âu là phải làm theo ý họ. Nếu như không, hay là có những cái gì nghịch ý họ, thì cái giá trả rất đắt. Có thể ở Đông Âu bị mất mạng, và cũng có thể là gia đình sẽ bị mất mạng ở tại Việt Nam. Quý vị, thành phần băng đảng này nó kiểm soát từ ở trong ra tới ngoài, và nó kiểm soát rất nhiều, kể cả những cái khu vực được xem là môi trường tốt nhất ở trên thế giới là cái môi trường của giáo dục. Thì quý vị, ở môi trường này bây giờ nó trở thành một cái nơi ngột ngạt mà nhiều người không muốn cho con em họ tới trường, bởi vì sự hoành hành của băng đảng trong trường học. Tức là không biết ngày nào con em mình sẽ bị đánh đập, bị dụ phải chích ma túy, bị dụ phải đi ăn cắp, ăn trộm, bị ép phải làm những chuyện này, chuyện kia phạm pháp. Quý vị, bây giờ môi trường ở trong trường học tại Việt Nam đã trở thành một cái môi trường rất ngột ngạt. Nhiều người, nhiều đứa nhỏ nó bị ép tới trường học, ba má thì không biết. Nó nói thì ba má không tin. Nhưng mà tới trường học thì nó cảm thấy nó sống trong cái sự sợ hãi mỗi một ngày luôn. Thì quý vị thấy trước đây đã từng có tình trạng mà nữ sinh tự tử về tình trạng bị ăn hiếp trong trường học rồi. Thì quý vị, đây là một trong những cái kiểu mà gọi là thành phần băng đảng gọi là lấn sân vào trong trường học. Và bây giờ nó còn chiêu mộ những học sinh trở thành thành phần băng đảng cho nó nữa. Những học sinh này là chuyên môn đi chém lộn, đi đánh lộn thuê. Rồi đôi lúc là sẽ nhận luôn nhiệm vụ đi đòi nợ thuê, đi làm những trò bất hợp pháp. Và có những lúc họ còn bị buộc phải đi vận chuyển cả ma túy nữa quý vị. Tức là thành phần băng đảng nó khống chế trong cái xã hội của Việt Nam. Thì tình hình này nó là diễn ra dưới sự bảo kê của công an. Công an, nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho chế độ. Do đó quý vị, có những việc họ không tự mình đi làm được. Họ sử dụng thành phần băng đảng để uy hiếp những người nào mà có cái khuynh hướng mà chống đối chế độ, hay là những người nào có cái ý tưởng khác với cái chế độ cai trị, thì công an không ra mặt đàn áp. Họ sử dụng thành phần băng đảng này tới sách nhiễu, uy hiếp, đe dọa tới những nhà bất đồng chính kiến. Thì quý vị, gần như là cái tình trạng mà băng đảng này đó, nó đã trở thành một cái nghề đang là thơm ở Việt Nam. Đặc biệt là những cái cơ sở thương mại, tiểu thương
ở những thành phố lớn. Gần như là họ mỗi tháng phải đóng tiền chết, ngoại trừ đóng tiền cho công an ra. Họ còn phải đóng tiền cho thành phần băng đảng để bảo đảm rằng quán của mình được an toàn. Không đóng tiền cho nó, thì quý vị, nó sẽ cho người tới quậy phá cái quán của mình. Rồi sự quậy phá đó lại được sự nhắm mắt ngó lơ của công an. Cuối cùng quý vị, họ bị đe dọa rất nặng nề. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện của một tiểu thương ở một cái chợ ở miền Trung không? Gắn camera lên còn bị tháo xuống. Tức là bà gắn camera lên, bà không chịu đóng tiền cho công ty bảo an, tức là cái công ty bảo vệ ở trong cái ngôi chợ đó đó quý vị. Thì là bởi vì nó tăng tiền một cách vô lý, bà không chịu. Thì cuối cùng quý vị, bà bị nó tới nó phá tiệm bà. Nó cho người tới phá tiệm của bà. Rồi cái bà gắn camera lên thì chính thân, đích thân chủ chợ tháo camera xuống luôn. Tức là có sự cấu kết của chủ chợ với thành phần băng đảng núp bóng là công ty bảo vệ an ninh. Thì quý vị, tình trạng này nó xảy ra ở khắp cả Nam Chí Bắc. Đặc biệt là tập trung ở những thành phố lớn. Ở những thành phố lớn thì quý vị, cái tệ nạn này nó xâm nhập ở nhiều nơi. Kể cả giới văn nghệ sĩ, kể cả học đường, kể cả những cái hoạt động ngoài xã hội. Tức là nếu như mà có cái gì nghịch ý một cái là thành phần đầu tiên được phái tới là băng đảng. Kể cả những cái cuộc cưỡng chế đất đai. Trước khi lực lượng cưỡng chế đất đai xuất hiện thì quý vị, băng đảng xuất hiện trước. Khi băng đảng làm không được việc, tức là không uy hiếp được nạn nhân đó, thì lúc đó lực lượng cưỡng chế mới kéo tới. Còn trước đó quý vị, nó cho băng đảng tới hù dọa làm đủ kiểu hết. Thì quý vị, tình hình này có lẽ là nhiều người ở trong Việt Nam đang trở thành nạn nhân. Và cái nghề này quý vị, thật sự nó không được trả được bao nhiêu tiền cả. Nó không được trả bao nhiêu tiền cả. Nhưng nó trở thành một cái dịch vụ béo bở và thường xuyên được sử dụng rất nhiều. Thì quý vị, câu chuyện của nữ Việt Kiều ở Đức mà thuê băng đảng này, nó cũng nằm trong cái bối cảnh đó. Tức là ở Việt Nam, thay vì có chuyện gọi là hút khạc với nhau, thì họ không còn tin tưởng công an nữa. Tại vì họ biết công an có đụng tới cũng như không. Do đó, họ mới sử dụng tới băng đảng để giải quyết những cái gọi là mâu thuẫn này. Một xã hội mà người ta không còn tin tưởng vào lực lượng công an, họ chỉ tìm cách gọi là sử dụng lực lượng băng đảng để xử giùm họ những cái chuyện mà họ cảm thấy là bất công, bị o ép hay là muốn gọi là dằn mặt đối phương. Thì quý vị, họ sử dụng thành phần băng đảng. Và thành phần băng đảng này đa số, hầu hết 80% đều được sự bảo kê của công an. Và thành phần băng đảng này núp bóng nhiều thứ lắm quý vị. Nó núp bóng là công ty bảo an, tức là công ty về an ninh. Nó núp bóng là công ty đi đòi nợ. Nó núp bóng là một cái nhóm gọi là hiệp sĩ đường phố. Thành phần này nhiều lắm. Tức là nó tự nhận nó là hiệp sĩ đường phố luôn. Thì quý vị, nó cũng là thành phần băng đảng luôn. Và là du đảng luôn. Những thành phần này là những thành phần cuồng chế độ mà. Tới thành phần gọi là hiệp sĩ đường phố là những thành phần cuồng chế độ được công an châm trước để dùng bức hại bất kỳ một ai mà có cái tư tưởng khác biệt với chế độ. Và công an Phủ Tây khi mà khiếu nại tới công an nói là tôi bị du đảng đánh. Nó nói ô cái này là mâu thuẫn cá nhân, tự giải quyết đi. Nó không giải quyết. Nó che đậy tới mức như vậy luôn đó quý vị. Tức là nó bao che cho đám băng đảng này luôn. Rồi chưa kể có nhiều gia đình đi vay nợ lãi cao. Và không đến lúc mà là họ chịu không nổi, trả không được nợ đó quý vị. Thì hậu quả là nhà bị tạt mắm tôm, bị tạt sơn, con cái đi học bị uy hiếp. Báo công an thì công an nói ô cái này là vấn đề xã hội, công an không xen vào. Thậm chí công an còn bảo kê cho tụi nó nữa. Công an còn bảo kê cho tụi nó để mà tụi nó làm việc nữa quý vị. Thì tôi đã nói quý vị, ở một cái xã hội mà kinh tế khủng hoảng, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Thì quý vị, và thứ hai là cái thể chế một đảng cai trị nó thao túng, thì chắc chắn tình trạng này nó xảy ra. Và không phải chỉ xảy ra tại Việt Nam. Nó từng xảy ra ở Singapore thập niên 50. Lúc mà Lý Quang Diệu vừa tách khỏi Malaysia, cả một xã hội băng đảng hoành hành. Băng đảng hoành hành.
Rồi quý vị, Hồng Kông ở thập niên 60 gần như là băng đảng thao túng toàn bộ cái guồng lái của Hồng Kông. Nhưng mà rồi quý vị, họ đi vào sự ổn định nhờ vào cái thể chế minh bạch. Nhờ vào cái thể chế minh bạch và nhờ đó đến đến ngày hôm nay thì quý vị, thành phần băng đảng đã rút vào bóng tối, không thể hoành hành được nữa. Nhưng ngược lại, những xứ sở như Việt Nam và Trung Quốc thì thành phần này nó đang được thời dữ lắm quý vị. Nó đang được thời dữ lắm bởi vì nó thao túng toàn bộ cái hệ thống chia nó được thao túng bởi một đảng cai trị mà. Và cái đảng cai trị này vì quyền lực cai trị, nó sẵn sàng sử dụng thành phần băng đảng để khống chế người dân bất kỳ một lý do nào. Bây giờ một người dân bị o ép về việc nhượng đất hay là bị cướp đất chống đối với một tay thương gia, thì đám đám thương gia này nó chỉ cần thuê băng đảng thôi là cả nhà của người dân đó là mỗi một ngày đều bị đe dọa, đều bị hăm dọa. Và khi khiếu nại tới công an thì công an đứng về cái tên thương gia hay cái công ty đó, nó lại bao che, nó lấy nó tới nó làm lập biên bản thì nó quy trách nhiệm đây là mâu thuẫn cá nhân. Đánh nhau thì nó gọi là đánh nhau mâu thuẫn cá nhân thôi. Nó không quy trách nhiệm cho một bên là thủ phạm tấn công, một bên là nạn nhân. Công an thường kết luận những vụ này như vậy. Nếu mà quý vị có khiếu nại tới công an. Bởi vì lực lượng công an là cái lực lượng bảo vệ chế độ. Do đó nó dùng đủ mọi cách để bảo vệ chế độ, bao gồm luôn việc mà họ sử dụng thành phần băng đảng khi cần thiết để cho băng đảng làm những cái việc dơ bẩn mà công an làm không được. Và quý vị, nó không những hiện diện ở trong cái xã hội mỗi một ngày ở các thành phố lớn mà nó còn lấn xuống các vùng quê nữa. Những người ở miền quê họ mộc mạc, họ dễ bị lừa lắm. Và khi bị gạt vào một món nợ nào đó hay là bị gạt lấy một miếng đất nào đó, họ phản ứng đó quý vị là lập tức có mấy chục tên giang hồ tới ngay. Nào kiếm, nào cung, nào sơn, nào mắm tôm là nó chuẩn bị đầy đủ hết. Rồi chưa kể quý vị, tình trạng mà băng đảng xử nhau và chém lộn nhau một cách công khai luôn. Tại vì các băng đảng này đều dựa thế công an. Bên đây thì dựa công an quận này, bên kia dựa công an quận kia. Hai bên chém lộn nhau. Và chưa kể những quý vị, còn có những cái điều gọi là, tôi nói là những nghịch cảnh mà chảy ra nước mắt, bị hoành hành bởi cái nạn băng đảng tại Việt Nam. Thật sự quý vị, xã hội nước nào cũng có băng đảng cả. Nhưng mà hoành hành mà đe dọa tới đời sống người dân thì những nước xã hội dân chủ bây giờ không có. Tại vì lực lượng cảnh sát của họ là được báo cáo là họ tới họ làm report đầy đủ và họ truy rượt những tên băng đảng nào đe dọa người khác. Nhưng ngược lại ở Việt Nam thì không có. Ở Việt Nam, quý vị thấy công an chỉ lo kiếm tiền và chỉ lo trấn áp những người nào bất đồng chính kiến thôi. Còn những cái tệ nạn xã hội nó mắt nhắm mắt mở. Chuyện nào mà gọi là bị ép tới lắm, nó mới khui ra một vài việc làm dê tế thần để trấn an cái chế độ cai trị và trấn an cái người dân thôi. Bình thường nó vẫn cấu kết kiếm tiền. Và chưa kể là thành phần băng đảng này, mỗi tháng nó phải nộp tô. Nó phải nộp tô cho công an nếu nó muốn duy trì cái địa bàn hoạt động của nó. Do đó công an nhận tiền của nó rồi thì phải bảo kê cho tụi nó, phải tìm cách làm nhẹ đi vấn đề mỗi khi tụi nó gây án. Và quý vị, tình trạng này nó đã dẫn tới cái gì? Tất cả hang cùng ngõ hẻm, từ tình trạng mà ma túy càng lúc càng nhiều, từ tình trạng mà thực phẩm không có được bảo đảm an toàn càng lúc càng nhiều, rồi tình trạng buôn lậu hàng nhái hàng giả, và kể cả những cái cơ sở mà gọi là sản xuất đồ giả, bằng bằng giả, bằng đại học giả, chứng từ giả cũng được bảo kê bởi thành phần băng đảng luôn. Quý vị, gần như là ở Việt Nam bây giờ nó có hai thành phần khống chế người dân. Thành phần thứ nhất là công an. Thành phần thứ hai là băng đảng. Rồi chưa kể quý vị, đấm đá giữa các thương gia cũng sử dụng thành phần băng đảng để giải quyết vấn đề. Đấu thầu ở trong các cái dự án thì cũng sử dụng thành phần băng đảng để mà đe dọa đối phương. Gần như là bây giờ ở Việt Nam tất cả mọi việc đều do băng đảng giải quyết hết. Kể cả những công việc của công an phải làm thì băng đảng làm luôn. Đó, quý vị thấy những hiệp sĩ đường phố không? Đây là những thành phần băng đảng không đó. Du đảng, côn đồ, họ đó.
Khi mà công an không giải quyết được thì đám này ra mặt. Đám này ra mặt và được sự bảo kê của công an. Rồi ngay cả trong thành phần quân đội cũng băng đảng nằm đầy trong đó. Lính mới mà vô mà không làm theo ý nó một cái á, có khi bị đánh chết luôn. Xong rồi nó nói là ồ, tại thằng này tự tử. Thành phần băng đảng nó chui vào quân đội luôn. Nó chui vào công an ở cấp địa phương. Từ công an xã tới công an phường đều là thành phần băng đảng. Rồi bên quân đội cũng vậy, cũng thành phần băng đảng luôn. Vừa bước chân vào, vừa được lệnh đi nghĩa vụ quân sự, bước chân vào trong cái trường quân sự một cái là quý vị nhận ngay một cái quả lớn này. Nó đánh cho má nhận không ra luôn. Nó đánh dằn mặt trước luôn. Và nếu như mà có cái quen biết ở bên ngoài hay là có những cái xung đột trước đây ở bên ngoài đó, mà vô tới đó thì coi như là mất mạng luôn. Thì quý vị đã nhìn thấy rồi. Và nó được bao che bởi Bộ Quốc phòng. Những vụ án đó quốc phòng đậy lại hết, không cho biết nhiều thông tin. Nên nhiều người con không hiểu tại sao con cái mình bị đánh chết mà cứ nói là con cái mình tự tử. Rồi quý vị, trong học đường là cái môi trường khủng khiếp nhất. Trong học đường là cái môi trường khủng khiếp nhất tại Việt Nam. Bởi vì cái nơi đây là cái nơi chiêu mộ băng đảng. Và cái nơi cấu kết thành bè phái băng đảng để mà gọi là xử nhau. Và nếu cần thiết quý vị là nó làm luôn những cái nhiệm vụ và những cái công việc mà không ai tưởng tượng được. Từ việc đâm thuê chém mướn cho tới việc vận chuyển ma túy, chất cấm hay là những cái hàng không có rõ ràng, kể cả hàng nhái, hàng lậu. Thì quý vị, nó điều thành cả một cái hệ thống này trong tất cả các học đường. Rồi chưa kể là nó ép mua ma túy, nó ép mua những cái sản phẩm của nó. Không mua một cái là vô trường là có chuyện ngay. Quý vị, nó thao túng và nó hoàn thành ở khắp mọi ngõ ngách ở xã hội Việt Nam. Có thể nói rằng cái nghề du đảng bây giờ được xem là cái nghề thịnh hành và lên ngôi. Chỉ cần có chút máu liều, chỉ cần cái miệng lớn một chút, xăm hình đầy người hết là đủ hù dọa người ta rồi. Đủ hù dọa người ta rồi quý vị. Và chưa kể quý vị, nó còn cấu kết với lại một số những băng đảng ở Lào, ở Campuchia để nó hoàn thành. Và nó được gọi là sự cấu kết của công an biên phòng nữa. Cho nên tất cả những cái hàng lậu, hàng giả đó quý vị, nó lọt qua biên giới một cách rất dễ dàng. Nó lọt qua biên giới một cách rất dễ dàng. Bởi vì nó nộp thuế, nó nộp tô, nộp tiền hàng tháng cho lực lượng công an biên phòng mà. Rồi chưa kể quý vị, những cái vụ khai thác rừng, ai mà đụng tới nó, kiểm lâm mà đụng tới một cái là chết liền. Kiểm lâm còn đi phải đi phá rừng phụ tụi nó nữa. Nếu không thôi là cả nhà kiểm lâm là nó thanh toán luôn. Tức là quý vị nhìn ở trong cái xã hội Việt Nam, dường như mọi ngõ ngách, mọi khu vực và mọi lãnh vực đều có sự hiện diện của băng đảng. Đều có sự hiện diện của những tên côn đồ, những tên du đảng sẵn sàng ra mặt hù dọa, đe dọa và thậm chí là hành hung, sách nhiễu tới tất cả những nạn nhân nào mà họ nhắm tới. Và lực lượng công an làm gì quý vị? Đứng quanh tay ngồi ngó. Lực lượng công an đứng quanh tay ngồi ngó, lâu lâu lôi được một vụ lên thì PR trên mặt báo chí tùm lum hết. Quảng bá trên mặt áo là lực lượng công an vừa triệt phá được một băng đảng buôn lậu, một băng đảng này nọ. Quý vị, những cái vụ đó chỉ là những cái vụ gọi là đưa lên làm dê tế thần để xoa dịu cái chế độ cai trị và xoa dịu những người dân bất mãn thôi. Thậm chí những cái việc mà quý vị, nó xây nhà xong người ta mua nhà, nó bán nhà mà người ta khiếu nại là nó cho băng đảng tới hù dọa liền. Và cái này hình như nhiều lắm, nhiều người bị lắm. Nghe nó quảng cáo tốt lắm. Đi mua nhà, bỏ tiền cọc này thôi. Đến lúc nó giao nhà không đúng ý mình và không đúng những gì cam kết, khiếu nại một cái. Nó miệng thì nó nói ô để em trình cho công ty giải quyết. Nhưng mặt khác là nó sử dụng băng đảng, nó tới hù dọa rồi. Kể cả cái dịch vụ bán bảo hiểm nhân thọ cũng vậy luôn. Những cái dịch vụ trong Việt Nam thôi quý vị, từ bán bảo hiểm cho tới những cái dịch vụ khác đó quý vị, khi mà quý vị khiếu nại một cái là ngay lập tức là điều đầu tiên là quý vị sẽ phải đối diện với thành phần hù dọa của băng đảng trước khi mà nó giải quyết. Đây là cái xã hội đang diễn ra tại Việt Nam. Gần như là người dân Việt Nam sống trong sợ hãi một phần cũng vì lý do này. Tức là cái chế độ cai trị, nó sử dụng bạo lực của công an để khống chế, và công an lại sử dụng bạo lực của thành phần du đảng, băng đảng để khống chế, đẩy người dân vào sợ hãi.
đẩy người dân vào sợ hãi, không dám phản kháng bất cứ một điều gì. Đó là cái ý của chế độ cai trị mà. Và công an vì cái nhiệm vụ của họ là bảo vệ tuyệt đối cho chế độ cai trị, cho nên họ sẵn sàng sử dụng tất cả những cái thành phần này. Quý vị, đây là những gì mà chúng ta thấy được và quý vị đang chứng kiến ở trong Việt Nam. Và do đó tôi nói là người trong Việt Nam còn nhiều sợ hãi lắm. Còn nhiều sợ hãi lắm. Thứ nhất là bởi vì họ không đủ kiến thức. Thứ hai, cuộc sống của họ bị thành phần gọi là bất chấp luật pháp này, gọi là hoành hành hàng ngày. Họ sợ lắm. Họ không dám lên tiếng, họ không dám nói cái gì cả. Chỉ tâm tình trong gia đình thôi. Chứ ra đường là im hết. Ra đường là im hết. Chưa kể quý vị, nó còn đi ép người ta phải đi bảo nữa. Khi mà có cái có một cái sự kiện nào liên can tới bóng đá, túc cầu mà nó cần phải PR, nó cần phải sử dụng cái vụ này đó quý vị, là công an bắt đầu ra lệnh cho băng đảng kéo người đi bảo, rồi đám băng đảng lại ép những người khác đi chung với nó, mặc áo cờ đỏ sao vàng vô để mà đi bảo. Thì quý vị, tôi nói là gần như là toàn bộ xã hội Việt Nam, từ Hải Phòng qua tới Hà Nội, vào tới Cần Thơ, Sài Gòn cho tới Nha Trang, Khánh Hòa, quý vị, tất cả những cái thành phố lớn này gần như là băng đảng không thể thiếu được trong cuộc sống của họ. Tôi nói là băng đảng không thể thiếu được trong cuộc sống của họ, bởi vì băng đảng có cái công việc của họ thì open lắm, tại vì họ sống bằng nghề đâm thuê, chém mướn, đòi nợ, bảo kê, buôn lậu mà. Chưa kể buôn người và buôn tình dục nữa. Nhiều cô gái nhận lời của băng đảng đi bán dâm một thời gian, nó ép đi làm chuyện này chuyện kia, không làm một cái là chết mất xác luôn. Quý vị đang sống trong xã hội như vậy. Và chính cái xã hội này làm cho quý vị sợ hãi đó. Và những cái bài nói chuyện của tôi chủ yếu là để nhấn mạnh tới cái sự sợ hãi của quý vị. Những sợ hãi mà quý vị phải đối diện mỗi một ngày. Không những cho bản thân của quý vị, mà kể cả người trong gia đình của quý vị, con cái của quý vị. Nhất là con cái của quý vị tới những cái trường học. Bây giờ cái môi trường ở đó nó gần như ngộp thở. Đám nhỏ không dám tới trường. Đám nhỏ không dám tới trường. Tại vì nó sợ lắm. Nhưng mà quý vị thì không biết. Vẫn ép con mình mỗi ngày tới trường. Mà cái môi trường trong trường học là nó khủng khiếp như thế nào. Thì quý vị, cái này tôi để cho chính những quý vị ở Việt Nam trả lời. Và chính trong những quý vị ở Việt Nam, quý vị cảm nhận được cái thành phần này nó như thế nào. Và nó đang là một cái chiến lược của chế độ cai trị để mà kiểm soát người dân và tránh cho tình trạng người dân bất mãn nổi loạn. Nó sẽ sử dụng thành phần băng đảng này làm những chuyện còn động trời hơn nữa nếu như mà người dân phản kháng. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.